sách giáo khoa hay là địa lý của Việt Nam, quý vị biết ở gì? Khu vực miền Tây Nam Bộ là đồng bằng sông Cửu Long, là vùng châu thổ trù phú thiên nhiên ưu đãi nhất Việt Nam. Đúng luôn. Hồi lúc tôi còn nhỏ tôi nói với vị á, cột cái dây cước á vô trong ngón chân cái á, nằm võng đâu đưa vậy nè, hồi giật lên cá bự bị lớn. Dân miền Tây là vô lo luôn, mẹ rau đến mùa là lặt phật 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 vô là con nồi canh chua rồi, rau nhúc, rau ngổ, rau tùm lum, mấy cá là thả xuống là phật phật. Cái vùng mà theo Việt Cộng nhiều nhất chỗ đó bây giờ là khổ nhất, mẹ cái đám ở trong Thanh Hóa, Nghệ An đồ, cái băng cái vùng mà đỏ đó, đó. Ở ngoài kia tụi nó toàn là cái vùng Nghệ An mà sát bên Lào á, toàn là buôn ma túy này nọ, không có mẹ gì ăn hết đó, bỏ đi tôi nói bị cả làng luôn, đi qua bên Thái Lan á bệnh á, rồi bắt đầu vô trong Sài Gòn đi Hà Nội rồi lập nghiệp hết. Tất cả quý vị vô trong khu công nghiệp, đến cái mùa Tết á quý vị coi xe đò, mà xe đò chở khách Bắc Nam á, mẹ nó chở công nhân về quê không thấy thương thôi. Đó là cái gì, một cái cuộc di dân lớn, tức là tị nạn trên chính quê hương của mình luôn. Đó không, hồi xưa nói là sông Mê Công đồ, chín nhánh sông đồ, đầy ấp tôm cá quanh năm đồ, nhiều nhất là mùa nước tràn đồng mỗi năm đồ. Đồng bằng sông Cửu Long là giữa lúa, đóng góp quan trọng trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới. Đây là khu vực phát triển nông nghiệp chủ lực với nhiều mặt hàng nông sản đa dạng, không những cung cấp cho thị trường tiêu thụ nội địa mà còn xuất ra nước ngoài, mà thu thuộc vốn một. Đó không, đồng bằng sông Cửu Long là những cái khu vực gọi là 60% thị trường lúa gạo của Việt Nam, trong khi đó đồng bằng sông Tổ, sông Hồng 30%, tỉnh Thái Bình bao nhiêu, mẹ tôi học hồi đó xưa, đất nước Việt Nam ta 3.200 cây số gì đó, kéo dài từ Hải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Chúng ta có rừng vàng, có biển bạc, về biển chúng ta có những cái cụm đảo Côn Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa với trữ lượng dầu mỏ ước tính lên tới hàng tỷ đô la, có thể khai thác trong vòng 60 năm. Tôi nhớ hoài gì, mỏ than không? Rồi nếu đọc cái bài thơ quê em vàng đen quý, nơi vịnh Hạ Long xanh đồ này nọ, mẹ vàng đen con khỉ móc, bữa nay tôi nói bị cái than á, nó khai thác cạn tàu ráo máng luôn. Cái mấy cái mỏ than á, từ hồi thằng Tây Thúi nó qua Việt Nam mình á, ok, nó khai thác đến giờ á, là bây giờ coi như đến cái thời Việt Cộng vô, bữa nay là cạn kiệt luôn, than không có, phải mua than của Trung Cộng, rồi bây giờ ký hợp đồng bán cho Trung Cộng á, bởi nó bây giờ là bây giờ lỗ, bây giờ phải mua than đá của Mỹ luôn, của Úc luôn, đem về bây giờ vẫn còn cái hợp đồng của đến cho Trung Cộng á, là từ đây đến năm 2024 á, là giật, tức quý vị biết là nó ký hợp đồng nó bán than cho Trung Cộng á, là vượt quá cái sản lượng mà có luôn đó. Bữa nay Trung Cộng nó đòi hoài, nó hỏi ủa than đâu, hồi đó mày ký bán cho tao mà, bữa nay cắn răng gì nè, mua than của Úc, mua than của Brazil, mua than đá của Mỹ trở về, mà thay vì xài cho Việt Nam không có được, phải cắt cái đó, tại vì ký hợp đồng với Trung Cộng rồi, bây giờ phải đưa hoài, đưa cho nó từ đây đến năm 2024.